Xin kính chào quý khán giả của Little Sài Gòn TV. Tôi là bác sĩ Nguyễn Nghị Luận, chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ và tạo hình. Tôi cảm ơn quý khán giả đã nhớ đón xem chương trình Trẻ, Khỏe và Đẹp Mãi với tôi, bác sĩ Nguyễn Nghị Luận. Chương trình này được phát hình trên Little Sài Gòn TV mỗi thứ năm cách nhau 2 tuần, từ 2 giờ trưa tới 3 giờ trưa. Và chương trình này cũng được phát hình trên hệ thống Galaxy Satellite 19 và cũng được phát hình trực tiếp trên Internet tại www.littlesaigontv.com. Nếu quý vị muốn góp ý kiến về chương trình này, quý vị có thể gửi thẳng tới email tôi, đó là bác sĩ luận @aol.com, hoặc có thể gọi vào đài số là 714-979-9562. Hôm nay là ngày thứ năm, mùng 6 tháng 4 năm 2017. Tôi xin trình bày về vài đề tài với quý khán giả, chia sẻ về vài cái giải phẫu và vài cái suy nghĩ của tôi. Đầu tiên, cái đề tài là dấu hiệu của một mặt hóa già, nghĩa là thường thường tôi có bệnh nhân tới văn phòng tôi tham khảo, thì người ta hay hỏi tôi là có cần sửa hay có nên sửa hay không. Thì thường thường nếu mà ta hỏi cần hay không thì tôi phải trả lời không. Lý do mình sửa tại vì mình muốn chứ không phải cần. Còn nếu mà ta hỏi nên hay không thì tôi cũng không có dám trả lời, tại vì không có muốn bệnh nhân cảm thấy là mình đang dụ người ta làm. Nên cái lúc mà ta hỏi thì tôi chỉ có cái hỏi của tôi đó là có làm được giống như người ta yêu cầu hay không, sửa xong nó có thay đổi đủ cho nó đáng cái tiền cái thì giờ người ta bỏ ra không, sửa xong nó có đẹp thêm hay không và sửa nó có an toàn hay không. Đó là mấy cái câu hỏi mà tôi hay suy nghĩ lúc mà tham khảo với bệnh nhân. Thì lúc khám bệnh nhân thì tôi để ý mấy cái dấu hiệu mà cái khuôn mặt người ta, cái nét của cái mặt người ta giống như sao, để cho mình biết mình có thể làm cho nó đẹp thêm giống như người ta yêu cầu hay không. Đề tài số 2 là mấy cái nét để nhận biết, nghĩa là identity. Sao mình biết mình đang nhìn cái khuôn mặt của người nào? Chia sẻ với quý vị mấy cái chi tiết này và sau đó đoán là ai đó, nghĩa là mình có thể dùng mấy cái nét để nhận biết là đây mình đang nhìn cái hình hay là khuôn mặt của người nào. Và câu hỏi đề tài cuối cùng là cười hoặc không cười, cái nào đẹp hơn. Nếu mà mình thường thường nói là nếu mà mình muốn cho đẹp hơn thì mình có thể cười thì đủ rồi, tại vì cái cười của mình nó sẽ làm cho người ta cười theo. Sau khi trình bày xong, nếu mà quý khán giả còn thắc mắc, quý khán giả có thể liên lạc với văn phòng của tôi, đó là bác sĩ Nguyễn Hiền Luận, chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ và tạo hình. Địa chỉ là 1808 Beach Boulevard, phòng 105, thành phố Huntington Beach, California 92648. Số điện thoại dễ nhớ đó là 1800 đẹp thêm, tức là 1800-337-8436. Quý vị nào muốn lên Internet có thể ghé vào trang www.1800đẹpthêm.com. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của bác sĩ nha khoa Trần Phương Linh DDS, chuyên nha khoa gia đình. Địa chỉ của văn phòng bác sĩ nha khoa Trần Phương Linh là 10272 Westminster Avenue, thành phố Garden Grove, California 92843. Số điện thoại của văn phòng bác sĩ nha khoa Trần Phương Linh là 714-638-7940 và website của bác sĩ nha khoa Trần Phương Linh là www.linhtrandds.com. Văn phòng của bác sĩ nha khoa Trần Phương Linh nhận hết tất cả loại bảo hiểm cho răng, chữa răng, nhổ răng, chám răng và cũng nhận dental care luôn. Thưa quý khán giả, cái đề tài đầu tiên là dấu hiệu của một mặt hóa giả. Thường thường, thưa quý khán giả, người ta nói là lên TV thì mình sẽ cảm thấy là mình nặng hơn khoảng 10 pound hoặc là lớn tuổi, già hơn khoảng 10 tuổi. Hôm nay quý vị có thể nhìn thấy tôi trẻ hơn phải không? Lý do tại vì tôi cắt tóc với lại nhuộm tóc nên tóc tôi nó không có bạc bằng mấy lần trước. Thì một cách mà mình có thể làm cho mình cảm thấy trẻ hơn hoặc đẹp hơn là cắt tóc, nhuộm tóc, đánh phấn, dùng mỹ phẩm để cho mình cảm thấy đẹp hơn. Và một cách mà mình có thể làm cho cảm thấy trẻ hơn, đẹp hơn, dĩ nhiên là mình có thể giải phẫu. Nhưng mà mình giải phẫu nếu mà mình muốn chứ không phải nếu mình cần. Thì lúc mà tới tham khảo, bệnh nhân hay hỏi là sửa một lần nữa có cần hay không, có nên hay không, thì cái đó tôi một lần nữa không có dám trả lời. Mình không có muốn cho bệnh nhân nghĩ là mình đang dụ người ta làm. Nhưng mà lúc mà tôi khám
suy nghĩ, nhìn cái mặt của người bệnh nhân thì tôi muốn để ý mấy cái dấu hiệu làm cho tôi biết là có thể tôi giúp được hay không. Nếu mà quý vị nhìn cái tấm hình này đó, quý vị thấy là có ba cái thế hệ, ba generation, một người đàn bà có một đứa con có một đứa con, nghĩa là cháu. Thì nếu mà quý vị so sánh, quý vị thấy đứa trẻ thì bên tay trái, người đàn bà đó bên tay phải, còn đứa con của bà thì ngay chân giữa. Quý vị nhìn đây, quý vị thấy mấy cái dấu hiệu mà nó sẽ hiện ra lúc mà mình lớn tuổi đủ. Lúc mà nhìn cái mặt của đứa bé thế, thì cái để ý trước hết là da nó không có bị nhăn tại vì khô, tại nên chưa có phơi nắng cả đời. Nếu mà mình phơi nắng cả đời, mình sẽ thấy là cái da của mình nó bắt đầu nó khô, nó có mấy cái lằn nứt, mấy cái lằn nhăn. Nên nếu mà quý vị muốn cho cái da của mình cảm thấy trẻ, đẹp, lâu hơn thì nên cố gắng tránh cái ánh sáng của mặt trời. Cái phóng xạ của cái ánh sáng nó sẽ làm cho cái da của mình nó khô đi, nhăn dễ hơn. Nên nếu mà tránh á, thì cái thời gian quan trọng là từ 10 giờ sáng tới 4 giờ chiều. Tại vì lúc đó mặt trời nó đứng cao và khó chỗ mà nó tối, khó chỗ mà nó có cái shadow, quý vị. Nên nếu mà mình không cần ra đường từ 10 giờ sáng tới 4 giờ chiều thì đừng ra. Nếu mà có ra thì đội nón, bôi kem chống nắng để cho nó che, bảo vệ cái da của mình cho nó không có bị cái phóng xạ của mặt trời nó làm cho da mình nó nhăn, nhăn và khô và làm cho mấy cái nhăn này nó hiện ra. Nếu mà mình nhìn cái khuôn mặt của đứa bé, mình cũng thấy là da người ta không có cái nếp sâu ở cái mép môi với lại cái mép miệng, mà người ta không có cái quầng, đứa bé này nó không có cái quầng nằm vòng quanh cái mí mắt dưới, và đứa bé này nó không có cái nọng ngay chỗ cái má. Lý do là tại vì lúc này đứa bé này nó có đầy đủ mỡ, nó không có cảm thấy có cái quầng sâu, tại vì cái mỡ mà nó nằm đây nó che cái chỗ mà bị sâu hoặc nó chưa sâu. Nên mình không thấy là có chỗ lõm. Lúc mà nhìn cái khuôn mặt của người mà lớn tuổi, thường thường mình để ý cái quầng sâu. Lý do tại vì cái mỡ ngay chỗ đó nó bắt đầu nó teo lại, nó bắt đầu nó xẹ xuống. Nên lúc mà nó xẹ xuống thì nó không có nằm ngay cái vùng đầy, nó lại tuột xuống cái chỗ mép môi, nên mình lại thấy cái chỗ mép môi nó lại sâu hơn. Và nó tuột xuống cái chỗ nọng của cái má, và nó xếp cái mép miệng ngay đây, quý vị thấy. Nên một lần nữa, có loại nhăn tại vì khô, tại vì ánh sáng mặt trời nó ảnh hưởng, thì cái đó mình biết cách để cho giúp cho nó đừng có bị khô, bị nhăn, đó là tránh nắng hoặc là bôi thuốc chống nắng hoặc là đội nón, mang theo cái dù. Còn cái mà cái mỡ mà nó teo lại, nó xẹ xuống, cái đó là tới tuổi thì cái đó nó sẽ teo lại, cái đó mình không có ngừng được. Hoặc người nào mà để ý đó, người nào mà hơi mập mập một chút đó, thì cái má người ta nó đầy hơn thì nó không có bị cái quầng sâu, nó không có bị cái chỗ mép môi sâu lắm, và nó không có bị cái nọng xẻ xuống. Nên nếu mà mình cố giữ cho cái sức khỏe mình tốt, giữ cho cái cân nặng mình nó vừa vừa thôi, thì thường thường mình thấy trẻ hơn. Nếu mà mình ốm quá, xuống cân nhiều quá, nhanh quá, thì mình sẽ thấy cái vùng của cái quầng mắt đó, nó sâu, và cái mép môi nó bắt đầu nó xẻ và nó sâu, và cái mép miệng nó cũng bắt đầu nó xẻ và xếp cái nọng ngay đây. Cái người con, mẹ của đứa bé này đứng cái chân giữa là cái phát triển chân giữa cái thời gian đó, thưa quý vị. Cái mình bắt đầu thấy cái quầng của cái mí mắt dưới của cổ, nhưng mà mình chưa có thấy cái mép môi sâu lắm. Mình bắt đầu thấy cái mép miệng, nhưng mà mình chưa thấy cái nọc nhiều. Nên bây giờ cái suy nghĩ của cái cách phát triển lớn tuổi hóa già là lúc mà mình càng lớn tuổi thì cái má của mình nó bắt đầu nó xẹp vào, và da của mình nó bắt đầu nó xẻ xuống. Nên nếu mà mình muốn cho nó trẻ hơn, đẹp hơn, thì thường thường phải giải quyết cả hai. Làm sao cho cái má mình nó đầy hơn, làm sao cho cái da mình nó không có bị xẻ nữa. Đây là cái hình vẽ cho quý vị. Cộng thêm cái má nó xẻ xuống, quý vị thấy cái da của cái cổ nó cũng xẻ xuống. Đây là một thí dụ, quý vị thấy người lớn tuổi. Cho tôi tạm ngưng ở đây, sau phần thông tin mại tôi sẽ trở lại tiếp tục nói về cái đề tài dấu hiệu của cái khuôn mặt mà đã phát triển lớn tuổi, và mình sẽ coi lúc mà tôi tham khảo tôi để ý cái gì, và lúc đó tôi mới biết là tôi có thể giúp cho làm cho bệnh nhân đẹp và trẻ hơn hay không.
Cảm ơn quý khán giả.